chúc cho siêu nhân, gia đình siêu nhân, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, quý khán giả được nhiều sức khỏe. Cầu xin anh chị em mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho các con có gạo ăn. Bây giờ hết gạo rồi, nhà thì chẹt cứng. Còn nhiêu gạo nữa nấu ngày mơ nữa hết rồi. Anh chị em ơi, giúp đỡ cho con, các con cho nó có gạo nó ăn. Tôi không có đi làm gì được có tiền, cũng nhờ anh chị em mạnh thường quân giúp đỡ cho nó được no được sống. Cái chỗ này nè anh chị em, ở ngoài này nè là để đỡ, để chuồng đỡ cho cái nhà ngay chân cái chỗ cái thao nước nè. Người ta nói là vài ngày nữa là người ta làm đường rồi, người ta không có cho mình để nữa. Anh chị em mạnh thường quân cầu cứu giúp đỡ cho các con có chỗ ở được đi cho nó thoải mái. Nó nằm ở dưới ghế nè, chẹt quá sắp ghế lại cho nó nằm. Anh chị em mạnh thường quân ơi, cứu các con cho nó sống. Nè cái chỗ này nè dở ra hết trơn rồi, còn cái nhà không à. Mèo mèo cũng để đỡ cái đất người ta vài bữa nữa nè, vài bữa nữa là người ta dở làm đường rồi. Tôi cũng không biết quay nữa. Cầu xin anh chị em mạnh thường quân cứu các con cho nó có gạo ăn. Cầu chúc cho siêu nhân anh chị em mạnh thường quân quý khán giả được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình. Ngày mới siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình trong nước cũng như ngoài nước luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Cả nhà mình đang xem một thước phim của trạm Chị Phượng Chợ Mới An Giang ghi hình gửi đến cho siêu nhân, nhờ siêu nhân truyền tải đến cho cả nhà mình xem. Xin cả nhà mình chung tay giúp đỡ gạo và thức ăn cho các bé. Thì cả nhà mình cũng biết trạm Chị Phượng Chợ Mới An Giang ở trong một cái vùng sâu vùng xa, xưa nay chị không có Facebook và cũng không có ai đến quay chia sẻ nhiều, chỉ có siêu nhân và em Trọng thôi. Thì vừa rồi cách đây khoảng chừng một tháng hay gì đó thì được cả nhà mình chung tay được khoảng chừng một tấn gạo và dư một chút ít tiền nữa để làm mua thức ăn cho các bé. Thì hôm nay thì chị Phượng nói là còn không tới một bao gạo nữa đã hết. Chị đang rất lo và sợ trong túi thì bây giờ không có tiền, gạo thì chuẩn bị hết. Thì chị không biết là sau khi hết gạo rồi chị sẽ làm sao cùng với các bé. Chị nhờ siêu nhân xuống quay là và chia sẻ lên, kêu gọi cả nhà mình để cả nhà mình nhớ và hỗ trợ. Tuy nhiên thì siêu nhân rất bận và siêu nhân có việc gia đình, siêu nhân không có đi. Cả nhà mình cũng thấy siêu nhân đã không đến trạm cách đây chừng khoảng cả một tuần rồi đó. Siêu nhân cũng không có đi đâu hết. Siêu nhân đang có việc gia đình, đang buồn, siêu nhân không có đi đâu. Thì vì cái chỗ này siêu nhân cũng biết rằng chị Phượng sẽ là hết gạo cho các bé. Thì siêu nhân đăng tải cái clip này lên để cho
cả nhà mình nhìn thấy, và xin cả nhà mình chung tay giúp cho trạm chị Phường Chợ Mới An Giang. Cả nhà mình cũng biết tại chị ở trong vùng sâu vùng xa đó, cũng không có trang cá nhân riêng và cũng không có chia sẻ kêu gọi gì được. Chị là một mình, cũng như là có gì là chị cũng chịu đấm ăn xôi thôi. Thì xin cả nhà mình giúp đỡ phụ với chị, cũng như cho chị và các bé có gạo và thức ăn với cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình cũng biết khoảng thời gian vừa qua, siêu nhân cũng có tập trung hết mọi cứ như là đi kiếm thuê mặt bằng, hay hoặc là mua đất cho trạm chị Phượng dời về. Tuy nhiên thì mặt bằng siêu nhân mướn thì cũng có, mà siêu nhân cũng chưa có thấy hợp lý. Đất cũng vậy, siêu nhân đi coi cũng có đất, nhưng mà siêu nhân cũng chưa thấy hợp lý, cho nên siêu nhân chưa có mua. Siêu nhân cũng đi làm giùm cho Mạnh Thường Quân mình thôi, nhưng mà tuy nhiên thì Mạnh Thường Quân mình lại không có tiền nhiều. Nó mua đất mà cả nhà mình số tiền ít quá, mà mình đi kiếm thì nó rất khó cho siêu nhân. Đâm ra là siêu nhân chưa có mua được. Thì cả nhà mình cũng biết là chị Phượng trạm đã bị công an, chính quyền địa phương cũng như là người dân xung quanh là phản ảnh rất nhiều, và hầu như ký cam kết lui là sẽ di dời các bé trong nay mai. Nhà bếp thì đã tháo dỡ rồi, các bé thì bây giờ dồn hết vô trong nhà, không được ra ngoài đường, và nhà bếp cũng phải đem vô nhà luôn. Vì cái chỗ này thì nó rất là chật hẹp. Rồi một cái nữa thì chị nói là chị đã hẹn với coi như là chính quyền địa phương cho chị giải hạn một hai lần cuối vậy nè, coi như là không được, không bao lâu nữa đó, thì lại là phải quyết định là phải dời đi đó. Thì siêu nhân cũng đang đi kiếm đất mua để cho Mạnh Thường Quân mình giúp cho chị dời các bé đi. Thì siêu nhân đã nói qua hồi nãy rồi, đất thì siêu nhân đi coi thì cũng có, nhưng mà nó không có thích hợp. Có chỗ nào mà thích hợp với mình thì thật sự giá tiền nó cao. Cái việc mua đất mà cho trạm thì không có được sự đồng ý, đồng tình của quý Mạnh Thường Quân mình nhiều. Chỉ có một Mạnh Thường Quân mình đơn độc mà muốn làm cho chị Út có được chút xíu như vậy đó, thì không thể, cái số tiền nó không có nhiều được. Siêu nhân đi kiếm đất không có được. Rồi trong cái quá trình siêu nhân đang quyết tâm đi kiếm thì siêu nhân lại gặp việc gia đình, thì bây giờ siêu nhân không có đi nữa. Vì cái chỗ này siêu nhân xin gác cái chuyện mà đi kiếm đất lại rồi. Bây giờ trước mắt thì siêu nhân xin cả nhà mình chung tay góp sức cho trạm chị Phượng có gạo cũng như thức ăn cho các bé sinh sống tạm thời. Chờ siêu nhân ổn định rồi siêu nhân sẽ tìm cách cứu các bé của trạm chị Phượng về nơi mới cùng với các Mạnh Thường Quân mình. Thì chị Phượng á, thì nó đúng ra thì không có tài khoản nha cả nhà mình, không có tài khoản đâu, chị cũng nhờ tài khoản thôi. Thì siêu nhân thì chưa có hỏi qua ý của chị Phượng là có an tâm mà mình nhờ số tài khoản hay không, thì siêu nhân chưa có nắm rõ. Trước mắt bây giờ thì cả nhà mình muốn giúp trạm chị Phượng cứ gửi qua số tài khoản của siêu nhân, rồi siêu nhân sẽ gửi thẳng, hỏi lại một lần nữa, rồi siêu nhân sẽ gửi thẳng xuống cho chị Phượng. Cả nhà mình yên tâm, sau khi chị Phượng nhận thì được số tiền của cả nhà mình, rồi thí dụ như siêu nhân nhận của nhà mình bao nhiêu, rồi chị Phượng nhận được, rồi siêu nhân sẽ ráng cố gắng coi như là giải thích cho chị Phượng hiểu tiền của Mạnh Thường Quân mình như thế nào để chị Phượng quay clip gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình rõ ràng. Chứ không thôi, tránh cái trường hợp mà siêu nhân đang bị mà một hai người nói ra nói vô, tại sao không gửi thẳng đến trạm mà phải gửi qua YouTuber đó. Thì thật sự qua cái câu chuyện này, duy nhất trạm chị Phượng mà bây giờ là gửi thẳng thì siêu nhân không có ăn lòng đâu đó. Thì siêu nhân nói vậy thì cả nhà mình hiểu. Cả nhà mình thương chị Trạm chị Phượng cũng như tin tưởng siêu nhân thì cứ gửi qua cho siêu nhân. Siêu nhân nhận xong rồi siêu nhân sẽ tìm cách siêu nhân gửi xuống cho chị Phượng, và chị Phượng sẽ có báo cho cả nhà mình biết rõ ràng
bằng cái kênh của siêu nhân luôn, là nhận được tiền của ai, của ai bao nhiêu tiền và mua gạo quay vô cho cả nhà mình xem. Rồi bây giờ thì siêu nhân xin phép tạm dừng và xin chúc cả nhà mình luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Máy bay cả nhà mình.